chào tất cả mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh coi như là ảnh hưởng cái cơn bão số 12 cho nên nó bành chành rồi hết á. Tất cả các tỉnh luôn là giống như nhà em cũng vậy, chim cò không còn cái bé nào hết. Và là học trống thôi ha. Ok, thì hôm nay em sẽ về, em được về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thùng ha. Đây, này trên Hồ Tây Đắc Min nha. Đắc Min là Đắc Nông, Đắc Tắc, Đắc Nông chứ không phải Hồ Tây là Đắc Nông nha các anh. Hồ Tây Đắc Nông, đó, đây. Còn này là bên bên Gia Nghĩa Đắc Nông luôn nè. Đây, xe Hoàng Tâm. Bên Đắc Nông nha mọi người. Tất cả chim đều là chim Đắc Nông hết. Thì hôm nay có thùng này hình như là thùng chào mèo bảy đấu nè. Đây cũng chào mèo nè. Đó, những cái thùng mà người ta gác coi như thế này là chào mèo ha. Và ở đây em có một cái thùng. Thùng này là thùng chim đa đa nha. Rồi có một thùng chích chòe lửa. Thì con lửa này nó được 3 mùa rồi. Em mua dùm ông anh em. Chim đuôi hơn 21. Rồi ok, các anh đợi em chút xíu, em sẽ tắt những cái thùng này ra ha, cho nó gọn, cho nó dễ ha. Rồi em sẽ ra từng con chim, rồi em sẽ báo giá từng con ha. Giá chim như thế nào em sẽ báo giá trực tiếp ở trên clip em quay luôn. Bây giờ em sẽ ra cái thùng chào mèo trước ha. Chào mèo nè, chào mèo nè. Còn cái thùng này thì chút xíu em xem là chim gì ha. À, chào mèo bảy, bảy đấu. Em tắt nó ra cái đã. Chè lửa. Đem ra cho mèo trước ha. Không biết là bao nhiêu bé đây. Cửa đâu rồi ta? Không thấy cái cửa đâu hết. Ok, rạch đãi ra mấy ông. À đây, cửa đây. Lột cái keo đây ra. Cửa hơi nhỏ nha mọi người. To ra dễ thọc tay vô. Chào mèo bảy đấu nha mọi người. Để em khơi cái trái chuối này ra đó. Này rất nhiều chào mèo. Rồi, một bé nha. Rồi, từ dưới lên trên nha mọi người. Theo thứ tự. Từ dưới lên trên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Từ dưới lên trên nha. Trời ơi. Chào mèo, chào mèo. Tí tí. Cái này rất to
móng đầy đủ hết nha mọi người. Bốn bé đây. Nó không chịu ăn chuối mà nó cứ ăn cái tay của em rồi. Bữa nay rất là nhiều trà mèo nha mọi người nha. Chín nè. Chín bé trâu mèo nha mọi người. Hàng này là rất là hot đây nè. Đó, người anh em của em rất là kỹ ha, có cái dây rút ở ngay chỗ cái cửa luôn. Tại vì vừa qua nó có một cái trường hợp là ví dụ như đóng 10 anh chim nhưng mà lên tới đây em ra nó còn có 9 con nè. Đó là không biết là do nhà xe. Rất là to nhá. Chim bảy đấu này là thì 500.000 một con nha. Chim rất là to, mỏng.
7 đấu là 500 ngàn một con nha mọi người. Đây, rất là to luôn nha. Cũng rất là to. Hơi to cho nên là nhiều khi mình bắt chim nó hơi khó rồi, cái chim nó bay lòng vòng ở trong này. Ây da, để em rút bớt nó lên đây. Bảo đảm với các anh, những con chim này các anh nhìn là các anh sẽ ghiền ha. Mỏng rất là cao và to. Cứ trái tay bắt được ta. Ok, được rồi. Ra trồng màu nó hơi lâu thôi mọi người ha. Ra than nó lửa thì nó nhanh. Trồng màu hơi lâu chút xíu mong mọi người thông cảm giúp em nha. Thank you.
to dài và xòe ha. Mười tám năm nha mọi người ơi. Để em lấy cái kéo em cắt cái dây rút ở đây. Chăm móng mỏ đầy đủ hết nha. Bé này thì 17. Chim mini rất là đẹp luôn nha. Tôm. Đo thử coi đuôi nó bao nhiêu. 19 nha mọi người. 19, 18 năm, 17, 3 bé. Dán xẻ nha. Và hết rồi mọi người, có 3 bé à. Em chút xíu em ra thêm 4 cái thùng chim này nữa nha, để em ghi lại cái mồi lộn chim của những anh em thợ bẫy. Rồi để em tắt những cái thùng này ra.
rồi lát nữa là nó cắn, con két này nó cắn dữ lắm, lát nữa em sẽ ra đằng sau ha. Ăn trống nha, trống truyền nha mọi người. Con chèo bẹo đuôi cờ ai da, con này nó dữ lắm, nó cắn đau lắm mọi người. Em có cột cắn lại rồi. À, vàng anh đó là giá 450. Chèo bẹo đuôi cờ này giá 350 nha mọi người. Ôi, bây giờ em sẽ ra hai cái con két này, một cặp két này là chống mái nha mọi người nha. Em cho nó ra cái chuồng này đi, còn nó đang gừ gừ trong rồi, ghê lắm. Con két này mà ra không cẩn thận là nó cắn rất là đau nha mọi người. Bỏ vô chai rồi. Nó bị bỏ vô cái chai rồi, hôm bữa em bị cắn cho nên em dặn mấy anh em bỏ vô chai cho em rồi. Đây là con mái nha các bạn. Con mái thì cái đầu nó xám và cái mỏ nó đen ha. Con trống là cái mỏ nó đỏ. Đây con trống nè, con trống là cái mỏ đỏ ha. Cái này là két ngực hồng nha mọi người. Cặp két này là 700.000. Ê, xin lỗi mọi người, 600.000 nha. Đây là cặp két đây. Đây là lửa 21 này. Để bắt ra đo. Lấy cái này cho ra. Chim này là bao chơi nha. Chim này là 3 mùa. Ôi trời ơi, thằng em nó cột
cánh không biết cột, đi xúc 3 cộng lồng. Okay, để em đo cái đuôi nó cái đã. Đuôi lụa nha mọi người. Gió thổi là phất phơ luôn. Móng đầy đủ hết. Lọc cây thước lại, hôm qua cây thước kia bị giang hồ nó đua rồi. Bữa nay mới phải mua cây thước mới. Đây, 21.7 luôn nha. Chìm bao chơi luôn ha. Rồi xong rồi. Bây giờ là tới cái thùng này nè. Thùng đá đa. Này để ăn thịt ngon lắm. Mẫu đầu quá. Đây con đà đà. Ây da. Con này con trống nha. Con trống nè, nó có cửa luôn nè. Đà đà trống nha mọi người nha. Rất là to. Đó. Chút nó phải che lại. Cái dòng đa đa, cái dòng đa nó rất là nhát hơn. Chim trống là nó sẽ có cửa nha, và cái bông của nó, cái bông ngực của nó rất là nhuyễn ha. Chim đa đa thì cái giá nó là 400 một con ha. Các anh có thể nuôi cho nó gái hoặc là nuôi sinh sản cũng được ha. Nuôi nó giống như gà vậy. Rất là to nha. Cực khổ luôn đó. Đây. Bông rất là nhuyễn và cái cách phân biệt đa đa trống thì nó rất là dễ ha. Anh có thể xem cái bông của nó ha. Xem cái cường của nó. Nó nhỏ mà nó nhuyễn mà nó thiết là con trống. Còn những cái con mà nó thưa là con mái ha. Ok. Phải thử. Nó có cửa nè.
rất nhiều nha. Những cái con bông to như này là con mái. Rồi, hết rồi. Vất vả.